Sáng nay tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị làm rõ lời khai của cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB Võ Tấn Hoàng Văn khi cho rằng bà Lan chỉ đạo đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Tại phiên tòa, luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2 Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lời khai của các bị cáo mâu thuẫn nhau, từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, trợ lý của công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã qua đời, chuyển rồi rút đưa cho bị cáo Văn thì chỉ có lời khai duy nhất của Văn. Vì vậy, cần đánh giá thận trọng việc bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ. Ngoài ra, không thể xác nhận bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn, trong khi đó bị cáo Văn không bị truy tố về tội đưa hối lộ. Ngoài ra, quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền, rút tiền, quy đổi ra đô la Mỹ, đóng gói tiền vào thùng. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam 2024. Đây là cuộc thi mang tính đại chúng, được tổ chức định kỳ hàng năm và lần đầu tiên được tổ chức năm 2023. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức. Tiếp nối sự thành công của cuộc thi ảnh và video Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam năm 2023 lần thứ nhất, năm 2024, cuộc thi được phát động trên quy mô toàn quốc, thu hút sự tham gia của đông đảo các tác giả trên khắp mọi miền đất nước. Các tác giả, cả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài, ở trong nước hay ở ngoài nước đều có thể tham gia. Cuộc thi ảnh và video nhằm phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam thông qua những tác phẩm ảnh, video của các tác giả trong nước và quốc tế gửi tham dự. Huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và bạn bè quốc tế vào công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Lễ công bố và trao giải thưởng sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Khoảng 100 đến 150 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được ban tổ chức lựa chọn trưng bày triển lãm phục vụ công tác thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 20 tháng 3 năm 2024 đến 20 tháng 8 năm 2024. Thông tin chi tiết trên website happy.vietnam.vn. Thưa quý vị, sau khi nghe phần luận tội cũng như là đưa ra mức án của viện kiểm sát đối với lại bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như là các bị cáo là đồng phạm có liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các luật sư cũng đề xuất là hội đồng xét xử cần xem xét lại các tội danh, bên cạnh đó là cũng xem xét lại các khoản cho vay và số tiền thiệt hại gây ra cho ngân hàng SCB. Theo các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, hiện hồ sơ vụ án và cáo trạng đã xác định bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong ngân hàng SCB. Vì vậy, bị cáo Lan không phải là người quản lý, điều hành SCB và hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý tài sản của SCB. Nếu có căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tiền của SCB, cũng không thể coi đó là dấu hiệu trong cấu thành tội tham mô tài sản. Cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà Lan là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị làm rõ tội danh tham mô tài sản đối với các bị cáo giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB. Mà các bị cáo hầu hết là người ta thực hiện theo cái hành vi là cho vay và để giúp sức cho Trương Mỹ Lan. Nhưng mà do cái thay đổi của pháp luật là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì các hành vi đó được chuyển hóa thành cái tội tham ô tài sản. Trong vụ án này thì có một nhóm bị cáo mặc dù là thực hiện các cái hành vi có liên quan đến hoạt động tín dụng nhưng mà lại quy kết về hai tội, một là tội vi phạm các quy định về cho vay hoặc là các hoạt động về tín dụng, đồng thời là bị truy tố về tội tham ô tài sản, đồng phạm với chị Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cần xác định lại về giá trị tài sản để đánh giá về mức độ thiệt hại trong vụ án. Phát biểu khai giảng, tiến sĩ Sasan Gwan, Tổng Giám đốc Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Dr. Marin Chanan Reddy, kiêm Thư ký Chính phủ bang Telangana cho biết, chương trình đào tạo này được xây dựng dựa trên quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài của hai chính phủ Việt Nam, Ấn Độ. Theo ông Sasan Gwan, trong bối cảnh hiện nay, với sự xuất hiện mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông xã hội đã tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong ngành truyền thông và có thể được coi là một cuộc cách mạng được thúc đẩy bởi các công cụ và kỹ thuật mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.
Bên cạnh những tiến bộ và cơ hội, thì sự phát triển này cũng đang đặt ra nhiều thách thức lớn, trong đó đặc biệt có sự gia tăng của hiện tượng tin giả làm lung lay niềm tin của công chúng với báo chí. Chính bởi vậy, vai trò của các phóng viên, nhà báo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ không chỉ là người đưa tin mà phải duy trì các nguyên tắc về tính chính xác, sự công bằng khách quan và đạo đức báo chí vì lợi ích cộng đồng. Hội nghị tập trung thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, vai trò trách nhiệm và những yêu cầu đặt ra đối với thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định trong thời gian tới, giới thiệu các mô hình, dự án, ý tưởng của thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định đã đặt câu hỏi với các lãnh đạo sở ban ngành về một số vấn đề như vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên Bình Định gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, thanh niên cũng tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phát huy khát vọng cống hiến và đổi mới, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển địa phương. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, trao đổi trả lời các ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đến công tác thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị nhằm phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, ngành nông lâm ngư nghiệp có gần 1.400 tiêu chuẩn quốc gia và 114 quy chuẩn quốc gia. Trong đó, tất cả nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và 11 nhóm hàng thuộc danh mục nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý đều có quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia để quản lý. Tuy nhiên, đến nay, quy định này đang gây một số vướng mắc bởi theo Cục Thú y, tất cả các sản phẩm thuốc thú y lưu hành hiện đều đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất là GMP, nên không cần đến việc hợp chuẩn, hợp quy. Nếu yêu cầu thêm về hợp chuẩn, hợp quy sẽ phát sinh thủ tục hành chính, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Ở góc độ đơn vị đồng hành, đại diện các hiệp hội ngành hàng kiến nghị xem xét thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy không áp dụng đối với thuốc thú y đã đăng ký lưu hành theo quy định luật thú y, đồng thời sửa đổi luật tiêu chuẩn và quy chuẩn theo nội dung này. Kể từ khi luật phòng chống tác hại rượu bia ra đời đi vào thực tiễn, chị Khuê cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của chồng trong mỗi cuộc nhậu. Đặc biệt, khi cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn ở nhiều tuyến đường giao thông. Chồng mình cũng đã có ý thức hơn rất là nhiều về cái việc mà uống rượu bia trong các cái chương trình liên hoan hay là việc mà bạn bè rủ đi nhậu. Không có vợ thì biết là gọi taxi để di chuyển về hoặc là sẽ không sử dụng rượu bia nữa. Là một người không thích uống rượu bia, nhưng để thuận tiện cho công việc, anh Phương bắt buộc phải uống. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, anh Phương không còn gặp tình trạng bị chuốc ép uống rượu như trước đây. Là tại vì là sau khi mà uống rượu xong thì sẽ rất là dễ bị phạt, thổi nồng độ cồn, dễ bị thu bằng lái xe. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, toàn quốc xảy ra gần 5.890 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia. Căn cứ số liệu trên, cơ quan chuyên môn đưa ra quan điểm bảo lưu quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật thì không cấm uống rượu bia, mà chỉ cấm uống rượu bia sau đó điều khiển phương tiện để tham gia giao thông. Thì cái việc xử lý vi phạm thì nhất định là phải nghiêm khắc để dần hình thành nên cái thói quen, cái văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Và sau khi mà cái ý thức văn hóa giao thông hình thành tốt thì có thể nghiên cứu để điều chỉnh cho nó phù hợp. Tại phiên họp thường vụ thứ 31 vừa qua, các đại biểu cũng nhất trí bảo lưu quan điểm cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người lái xe, nhưng có giải thích khoa học mang tính thuyết phục về vấn đề cồn nội sinh. Liên quan đến nồng độ cồn nội sinh trên các mạng xã hội rồi là trên họ cũng nói nhiều về chuyện này. Thế bây giờ phải có cái lý giải cho nó thuyết phục để làm cơ sở cho việc ta lập luận để ủng hộ cái loại ý kiến thứ nhất. Rồi kinh nghiệm quốc tế cũng phải nói thêm và có cái sự phân tích ngoài những cái lý do mà thường trực ban quản lý nêu trong báo cáo. Đa số các quốc gia không áp dụng mức giới hạn nồng độ cồn 0% là các quốc gia phát triển có điều kiện kinh tế hạ tầng tốt hơn so với Việt Nam. Còn tại nước ta, việc cấm tuyệt đối hay có khoảng nhất định với hành vi lái xe sử dụng rượu bia, mục đích cuối cùng vẫn là đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng cho người dân. Hy vọng các ngành liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, đưa ra được những luận chứng khoa học phù hợp thực tiễn, thuyết phục trước khi trình Quốc hội sẽ xem xét quyết định vào kỳ họp thứ.